có một mảnh trời quê trong tâm thức, những cánh đồng, con sông nhỏ thân yên, diều sáo phi vu, ôi tiếng mẹ ru hời. Với những tấm lòng chân thật, suốt một cuộc đời biết bao lam lũ gian nan, thừa ruộng sâu mộc mạc những con người, nhưng vẫn đậm đà chứa chan tình cảm quê hương làng xóm. Mẹ tôi sinh ra trong một xóm quê nghèo vắng, rồi lớn lên trong vòng tay êm ấm của cha và mẹ. Cũng như bao số phận cùng một kiếp con người, mẹ đã cùng cha gắn bó hướng đi đến tương lai. Vì cuộc sống của anh chị em chúng tôi trải qua bao năm công mẹ cha dưỡng dục, rồi chúng tôi lớn lên với bao ngả sống của cuộc đời, nhưng trong tim tôi quê hương đó vẫn ngọt ngào, con người đó, truyền thống đó, ôi đậm đà chất sống. Mẹ thường dạy chúng tôi rằng sao cho nội ngoại ông bà mến thương, ngày ngày cấp sách tới trường, kính thầy mến bạn, cháu thường chớ quên. Mai này cháu được lớn khôn, đền ơn cha mẹ, nhớ ơn ông bà, chung với nước, hiếu với nhà, đức tài vẹn trọn, quả là quý hơn. Lời Phật dạy, hễ ai hướng cho cha mẹ ngay trong đời hiện kiếp, biết quy y ba ngôi báu nhiệm màu, giữ gìn tam quy ngũ giới siêng năng, so thoát sinh tử luân hồi, đó mới là chí hiếu. Và hoa xuân không nở giữa ngày thu, mây u ám trên trời như báo điềm rất dữ. Sống cứ sống sao còn chớp lửa, ai xoẹt lên trời ánh sáng của cách xa. Gió thét sóng gào nơi đại dương dâu bè, thanh thản xuôi tay mẹ tôi lìa xa trần thế, hơi thở cuối cùng là lời chào vĩnh biệt dương gian. Trăng khuất đi, con mới hiểu thế nào là đêm tối. Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, mất cả vầng trăng, mất cả đại dương. Ngày không còn mẹ, con mới hiểu ngọt ngào lời ru. Đời bao lắng lo, con thấy cần những bàn tay nâng đỡ. Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, mất cả lời ru, mất cả tuổi thơ. Mẹ về quê hương chốn xa vời, tình mẹ thanh thang như mây trời, quyện xuống hồn con như vòng tay tìm con thơ bé. Mẹ về quê hương chốn xa vời, tình mẹ thương con không đổi rời, thầm nhắc nhở con hãy sống thanh cao, hỡi con yêu của mẹ.
bao la. Vầng trăng khuất đi, con mới hiểu thế nào là đêm tối. Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, mất cả vầng trăng, mất cả đại dương. Ngày không còn mẹ, con mới hiểu ngọt ngào lời ru. Đời bao lắng lo, con thấy cần những bàn tay nâng đỡ. Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, mất cả lời ru, mất cả tuổi thơ. Mẹ về quê hương chốn xa vời, tình mẹ thênh thang như mây trời, quyện xuống hồn con như vòng tay tìm con thơ bé. Mẹ về quê hương chốn xa vời, tình mẹ thương con không đổi rời, thầm nhắc nhở con hãy sống thanh cao hỡi con yêu của mẹ. Ngày không còn mẹ, con mới hiểu mẹ là dòng sông chở bao ước mong, mong tới ngày đưa thuyền con xuôi bến. Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, mất cả dòng sông, mất cả chờ mong. Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, mất cả vầng trăng, mất cả đại dương. Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, mất cả lời ru, mất cả tuổi thơ. Với nhà nhau A Di Đà Phật Nam
thưa các chính quyền địa phương, kính thưa các quý đồ Phật tử, hôm nay vào giờ này nhà chùa cũng có cụ tín đồ Phật tử để vào cầu nguyện cho cụ được hai chữ vãng sinh tịnh độ. Xin mời các con các cháu theo chúc đoàn tràng hướng lên Tam Bảo cùng cầu nguyện cho chân linh được hai chữ vãng sinh. Nam mô A Di Đà Phật, nam mô và địa đạo Bồ Tát Ma Ha Tát, nam mô cầu tinh tiến Bồ Tát Ma Ha Tát, các đại chứng linh, nam mô A Di Đà Phật. Tình chân ngôn cân đương chi à tụng à.
chi ngôn đại còn na tông thành hiện tiến tu trai trên lễ dòng cao tài toán công trường từ phạm viên hữu vị hiện nam quốc nam định tình nhà nghĩa hưng huyền nhà tỉnh xa hạ kỳ thôn đi ngũ gia sứ từ cư thượng phùng phạt đi tây hiến cung à đông tiên tiến lễ thị phạt thiên kinh cầu an nhật mã niệm à cho gọi cháu con, những người đang ngày đêm hết lòng chăm sóc cụ. Dù không nói được nên lời, nhưng trong mắt người đã nói lên tất cả. Cụ để lại muôn vàn tình yêu thương. Cụ thương quý cháu con, gái trai, dâu rể,
nội ngoại chan hòa. Cụ luôn mong cho con cháu vui, nhà nhà hạnh phúc. Thì giờ đây, trong giây phút thiêng liêng này, ai cũng muốn được đến gần bên cụ, được nhìn cụ hồi lâu, được nhìn lần cuối nữa. Hình ảnh người đã đi vào tâm trí, tâm hồn người như một tấm gương trong, cho con cháu cùng được soi chung trong suy ngẫm để tự sửa mình. Thật vậy, sinh thành đạo đức do phụ mẫu, từ hiếu chân tâm tại tử tôn. Nam mô Di Đà Phật. Con cháu trong gia đình xin đa tạ các cụ và con ở quê hương về tại gia đình hiếu chủ chúng con trên đầu thiên đức và bây giờ dự lễ chư điệu và sau đó tiến đưa vô cùng thương tiếc cụ Trịnh Thị Bé, tên thường gọi cụ Vàng Hoàng Thị Thuật. Cụ sinh năm 1933. Cụ sinh quê quán tại đội năm thôn Hải Sơn, xã Nghĩa Thịnh. Chú quán lập nghiệp tại thôn Hà Kỳ, xóm Hải An, xã Nghĩa Thịnh, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định. Người phụ nữ Việt Nam trung hậu đảm đang, người hội viên hội người cao tuổi xã Nghĩa Thịnh, hội viên hội tín đồ Phật tử quê hương xã Nghĩa Thịnh, xã viên hợp tác xã kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Đại Thắng xã Nghĩa Thịnh. Thời gian qua cụ lâm bệnh trọng, mặc dù đã được con cháu trong gia đình phụng dưỡng thuốc thang cứu chữa và mọi biện pháp đông tây y kết hợp, cùng với sự lui tới động viên ân cần thăm hỏi cụ của các tổ chức chính trị xã hội quê hương, đảng chính quyền địa phương và con anh em nội ngoại, tình làng nghĩa xóm lui tới ân cần thăm hỏi cụ,
song tuổi cao sức yếu căn bệnh người già, cụ thanh thản ra đi về cõi vĩnh hằng muôn thuở. Chút hơi thở cuối cùng vào hồi 6 giờ ngày 4 tháng 1 năm 2024, nhằm ngày 23 tháng 11 mùa đông năm Quý Mão, cụ đại thọ 91 tuổi. 91 tuổi thọ trăm tuổi trăm thương, cụ mất đi một nỗi vô cùng thương tiếc cho con cháu trong gia đình họ tộc chúng tôi. Đám tang thi hài của cụ quàng tại gia đình qua đêm để tổ chức tang lễ theo nếp sống văn hóa của quê hương, thực hiện một số nghi lễ theo tập tục Việt Nam để lại như cúng gia tiên, thiết lập đàn tràng thỉnh mời nhà chùa các cụ hội tín đồ Phật tử quê hương về thỉnh thần đại na làm lễ cầu siêu trợ duyên độ niệm cho cụ được đắc chữ phán sinh cực lạc quốc. Sau đó là lễ khâm liệm thân di cụ được nhập quan chung đất. Sau lễ khâm liệm là lễ phát tang cho con cháu anh em nội ngoại ra trước linh sàng lên khăn kiểu tang cụ. Sau lễ phát tang là trân trọng đón lễ tiến các đoàn hội tập thể cá nhân tình nghĩa xa gần về phòng tang, trân trọng dâng hương tiến lễ đặt vòng hoa đối chiếu kính viếng cụ. Buổi sáng hôm nay cho đến giờ này thân di cụ đã được nhập quan chung đất. Theo chương trình tang lễ đã đến giờ cử hành nghi lễ phát tang cho con cháu anh em nội ngoại lên tấm khăn tang chịu tang cụ. Về làm lễ chịu tang cụ, kính thưa toàn thể dân tăng, sách cổ xưa có công, cây có gốc, nước có nguồn, con người có tổ tiên và họ tộc. Hôm nay nội tộc họ Hoàng vô cùng thương tiếc cụ Trịnh Thị Mé, người cao niên của nội tộc, người nàng dâu hiền thảo của nội tộc, 91 tuổi thọ cụ về với tiên tổ. Thương tiếc cụ toàn tộc tộc họ nội họ Hoàng, nam phụ lão ú con cháu trong nội tộc về đây, trước nhất là kính viếng phong linh cụ, xong giúp đỡ cho con cháu tang lễ từ nay cho tới mai, xong cho được đắc chữ chung tròn chữ hiếu. Giờ này để thực hiện đức tính truyền thống của dân tộc Việt Nam nói chung, cụ họ Hoàng tại quê hương làng Hải Lạng nói riêng, thiết lập bàn thờ cụ để thỉnh mời vong hồn cụ về nhập duyên ảnh chứng nhận cho con cháu đồng lễ triệu tang. Chúng tôi xin trân trọng kính mời ông Hoàng Đức Hành đại diện cho họ nội lên dâng hương thiết dĩnh lập bàn thờ cụ. Xin trân trọng kính mời ông Hoàng. Anh chị em ruột tình với cụ ơi, để tang chị trong họ em
Khi con cháu và thân nhân trong gia tộc lần lượt nhận lấy từng tấm khăn tang màu trắng, màu vàng, người đeo tang là đội tình ân nghĩa, tình là tình ruột già máu thịt, ân là ân đức của bề trên, nghĩa là nghĩa cháu con đạo hiếu phải làm tròn. Những tấm khăn tang còn treo trên bàn thờ hay phủ lên linh cữu, đó là khăn tang của những người con cháu xa chưa kịp về chịu tang. Nguyễn Thị Thắm,
Nguyễn Ngọc Hoàng Trần Thị Thảo Nguyễn Thị Linh Tế Tôn Trương Văn Thắng Đinh Trường Vinh Phạm Văn Điêu Tăng Tôn Nguyễn Đại Dương Trương Ngọc Ánh Trương Ngọc Sáng Nguyễn Yến Nhi Nguyễn Như Quỳnh Nguyễn Diệu Kỳ Nguyễn Thủy Tiên Đỗ Trọng Đỗ Hoàng Anh Đỗ Quốc Việt Phạm Khánh Phương Phạm Bá Phong Phạm Đăng Quang Đới Ngọc Quỳnh Đới Bảo Nam Đới Minh Nguyệt Nguyễn Thị Mẫn Xuất Đồng Tộc Nam Nữ Tử Tôn Hôn Tế Nội Ngoại Tầm Đẳng Cẩn Rĩ Thụ Soạn Cảm Chiêu Cao Chiều đàn cổ mẫu Thu sắc bồ đề Tiền quy Phật tử Phó trúc vãng sinh Yêu bà thế giới Hoàng môn chính thất Trình quy đi tha nói trước linh rằng con cháu chắc anh em nội ngoại dân mâm cơm tuần dẻo tuần hương chiều tang mẹ ơi chúng con thương nhớ mẹ khóc Thank you.
cùng một dòng máu hoàng tổ sinh ra. Anh em con cháu gọi nhà trong chi hai ngành ba họ hoàng nay đều vô cùng thương tiếc phụ. Thương tiếc phụ về trước linh sàng cảnh kính dân hương lễ đặt vòng hoa kính viếng. Kính viếng phụ xin kính mời ông Hoàng Văn Hạnh, trưởng chi tộc, trưởng đoàn viếng tang cùng quý đoàn dành phút mặc niệm bắt đầu. Phút mặc niệm trôi qua, ban tổ chức nỡ lời con cháu và quân đoàn đại biểu cha bác anh em chi hai ngành ba họ hoàng. Con cháu cảm ơn gia đình bà Vạn cùng các con các cháu từ Bắc Giang. Tự dàng đồi hoài cơm tề nồi thân ngoài thích sống về anh em. Tay thức ruột xót máu chảy ruột mềm. Vô cùng thương tiếc cụ Trịnh thì bé. Người con gái của gia tộc họ Trịnh nay 91 tuổi cụ qua đời. Về kính viếng cụ đoàn đại biểu anh em con cháu họ ngoại, dâu ông Trịnh Văn Hoan trưởng lễ làm trưởng đoàn. Xin kính mời đoàn lên dâng lễ đặt vòng hoa dâng hương trần kính viếng. Thành tâm dâng lên phủ hương lễ đặt vòng hoa. Một phút chia ly ngàn năm không có ngày gặp lại. Kính viếng phủ gửi lời chia buồn đến với tam quyến họ tộc. Lời chia buồn sâu sắc nhất. Mặc niệm bắt đầu. Chúng cháu là đại gia đình con cháu bác Thoại,
nay về trước linh sàng mở, chúng cháu thành công dâng mâm lễ thắp tuần hương. Thương mở, kính mở như mẹ, chúng cháu xin kính mở hai lễ. Sau hiệp một nỗi cha mẹ chúng con đã ra đi về cõi vĩnh hằng. Nay chúng con về đây tình cảm là con cháu của thông gia, nghĩa là anh em ruột thịt của bà Trịnh Thị Đại, con dâu của cụ. Chúng con thành tân dâng lên cụ hương lễ kính kiến cụ, gửi lời chia buồn đến với tan quyến và họ tộc. Lời chi tổng họ tới quê hương tại thôn Hải Lạc Trang, nơi sinh hạ ra ông Đới Văn Thấn là rể của cụ và bà Tuyết là con gái của cụ về làm dâu của chi tổng chúng tôi. Nay hay tin báo buồn cụ ra đi về cõi vĩnh hằng, đoàn đại biểu chi tổng họ tới từ Hải Lạc Trang chúng tôi về đây thành tâm dâng lên cụ hương lễ đặt vòng hoa, kính kiến cụ gửi lời chia buồn đến với tang quyến họ tộc nói chung, đến với gia đình ông bà Thấn Tuyết con gái con rể của cụ nói riêng. Trương Văn Nền về trước linh sàng phủ thành kính dâng hương lễ đặt vòng hoa, kính viếng phủ gửi lời chia buồn đến với tang quyến và họ tộc. Lời chia buồn sâu sắc nhất trở lễ là trở đoàn
Từ lúc sinh thời cho đến tuổi cao, cụ sống giản dị chân tình. Công tác xã hội, việc gia đình, cụ đều chăm lo hoàn thành tốt trách nhiệm của mình. Cụ luôn biết quan tâm đến mọi người, nên cụ cũng được nhiều người yêu, tin và kính trọng. Trong gia đình, cụ đối với con cháu xa gần, gái, trai, dâu, rể bình đẳng, nên gia đình hòa thuận, nề nếp. Đúng là cha mẹ cần mẫn thật thà, nên con cháu cũng nếp na chuyên cần. Tình thân xa cũng nên gần, đức nhân có phúc, có phần về sau. Được tin cụ 250 quy tổng tiên tổ, bà con lối xóm, nghĩa khách gần xa, đã không quản trăm công nghìn việc, không quản đường xá xa xôi, đã dành thì giờ công sức đáng kể về thăm viếng và chia sẻ nỗi đau buồn cùng tang quyến. Thật cảm động biết bao trước sự có mặt, sự quan tâm của mọi người. Ân nghĩa này thật là cao rộng, con cháu xin ghi lòng tạc dạ và xin được cúi đầu đa tạ. Chỗ ướt mẹ lăn bao tháng ngày nuôi con vất vả, cả cuộc đời dầm nắng phơi sương, thân hao gầy nhìn mẹ xót thương, nước mắt bao giờ chảy ngược người ơi, mong con nên người lòng mẹ được với. Xin ông trời ban cho phước lành, con dại khờ được lớn khôn nhanh, thân heo mòn lòng mẹ thương con. Mẹ ơi, mẹ nuôi con như biển hồ lai láng, con nuôi mẹ mà kể tháng kể ngày, họ ơi ơi họ. Người ơi, đời bề dâu ôi, cuộc đời bề dâu, tóc pha màu, mẹ hiền con đâu. Báo hiếu chưa tròn cha mẹ còn đâu, bao đêm âu sầu nhỏ lệ con tim, con hối hận giờ qua muộn màng, suốt cuộc đời sám hối ăn năn, biết bao giờ gặp lại mẹ yêu. Ơi ơi họ,
dâu ôi cuộc đời bề dâu tóc pha màu mẹ hiền con đâu. Mẹ ơi xin mẹ tha thứ cho con những lỗi lầm con đã làm cho mẹ buồn phiền mà mẹ vẫn lo lắng cho con. Giờ con đã nên người, mẹ ơi giờ này mẹ ở nơi đâu? Báo hiếu chưa tròn cha mẹ còn đâu, bao đêm âu sầu nhỏ lệ con tim. Con hối hận giờ quá muộn màng, suốt cuộc đời sám hối ăn năn, biết bao giờ gặp lại mẹ yêu. Con hối hận giờ quá muộn màng, suốt cuộc đời sám hối ăn năn, biết bao giờ gặp lại mẹ yêu. Thân quan với gia đình ông bà Quốc Hiền nay thương tiếc cụ về trước linh sàng, thành kính dâng lên cụ hương lễ đặt vòng hoa. Một phút chia ly ngàn năm không có ngày gặp lại, kính kiến cụ gửi lời chia buồn đến với tang quyến họ tộc nói chung, đến với ông bà Quốc Hiền trai dâu thứ của cụ nói riêng. Lời chia buồn sâu sắc nhất, vinh quang trước hết thuộc về những người con của gia đình, con của quê hương, đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Con dâu của cụ đồng chí Trịnh Thùy Lẩy, đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, đương sinh hoạt tại chi bộ thôn Hà Kỳ thuộc Đảng Bộ Xã Nghĩa Thịnh. Nay hay tin báo buồn cụ ra đi về cõi vĩnh hằng, tình cảm cách mạng nghĩa quê hương, đoàn đại biểu chi bộ đảng thôn Hà Kỳ chúng tôi về đây thành kính dâng lên anh linh cụ hương lễ đặt vòng hoa, kính kiến cụ gửi lời chia buồn đến với tăng quyến họ tộc nói chung, đến với gia đình đồng chí đảng viên quân dân trưởng của cụ nói riêng. Mặc niệm bắt đầu. Nay hay tin báo buồn cụ ra đi về cõi vĩnh hằng, bà con cô bác chúng tôi về đây thành kính dâng lên cụ hương lễ đặt vòng hoa, kính kiến cụ gửi lời chia buồn đến với tang quyến họ tộc, lời chia buồn sâu sắc nhất. Kính kiến cụ xin kính mời ông Hoàng Mạnh Trường, trưởng lễ trưởng đoàn cùng quý đoàn dành cho cụ phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa các cấp chính quyền địa phương, thưa gia đình hiếu chủ cùng toàn thể hiếu trường, được tin cụ Trịnh Thị Té 250 về già, hội Phật tử thôn Bình An chúng tôi hợp tại đạo tràng chùa Bắc Khánh đến chia buồn cùng gia quyến và có nén hương trầm tiễn biệt cụ về nơi tây phương cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Nam mô
hôm nay cụ chị bé 20 về già trong hội chúng tôi đại diện cho đoàn lên mấy lời hướng cụ rất lúc chia ly. Thờ cụ ơi, hội chúng tôi hôm nay vắng mất cụ à. Chúng tôi lòng ngậm ngùi, sao cụ gọi có chúng tôi dương mà trần. Mẹ ơi, nhà thơ Tố Hữu đã viết: con là con cả, mẹ là mẹ chung. Tháng 9 năm 1982, chúng con của gia đình, con của quê hương huyện Nghĩa Hưng, cùng với trai gian của mẹ gia nhập quân đội bảo vệ tổ quốc, xây dựng quê hương. Nay hoàn thành nghĩa vụ, chúng con về quê hương lập nghiệp, đổi màu áo lính, lại sát cánh bên nhau sinh hoạt tại hội đồng đội của quê nhà. Nay hay tin báo buồn, mẹ ra đi về cõi vĩnh hằng. Tình cảm đồng đội, tình cảm cách mạng, nghĩa quê hương, hội đồng đội chúng con về đây thành kính dâng lên mẹ hương lễ đặt vòng hoa, kính viếng mẹ, gửi lời chia buồn đến với tan quyến họ tộc nói chung, đến với con trai của mẹ, đồng đội của chúng con Hoàng Văn Giang, nói riêng lời chia buồn sâu sắc nhất. Gửi lời chia buồn cùng với toàn thể tam quyến, lời chia buồn sâu sắc nhất, để trân trọng thương tiếc kính viễn cụ trước linh sàng. Còn chúng tôi xin dành phút tưởng niệm cụ, phút tưởng niệm bắt đầu. Mẹ rồi con cháu chắc nhớ thương, tang lễ chiều thập
nghĩa hưng huyện nghĩa ai tử hoàng văn giang qua ba rí rối hoàng bốn chính thất tha lôi đồng hương chiều nay cũng chúc thời hiếu thâm xin mời con lô trưởng đại diện sở công cũng cực dòng đời cuốn hút mãnh liệt đã khiến bao nhiêu đứa con chỉ nhận ra mình mất mát sau khi mẹ không còn nữa. Vậy thì là hãy nói yêu mẹ khi mẹ còn có thể nghe được điều ấy. Đừng để đến lúc xa mẹ, niềm tiếc nuối mới ập đến làm chúng ta say sức trong muộn màng. Đi thăm viếng ngọc mùi chia ly con gái của cụ bà Hoàng Thị Hà cùng đóng bè tập phúc với đoàn tế nữ quan Nam Hải xã Nam Trực nay nhận được tin buồn cụ về cõi vĩnh hằng. Hội tế nữ quan Nam Hải Nam Trực thành lập đoàn tế về đây để trân trọng tế tưởng thế yếu kính viếng cụ. Ban tổ chức xin kính mời bà Nguyễn Thị Mai trưởng đoàn lên dâng tuần hương kính viếng cụ trước giờ. Sau đây ban công nghệ nhạc hữu đổ qua hồi kiện trống để kính mời đoàn tế nữ quan Nam Hải về phòng căn để trân trọng cử hành tuần tế phúng điện kính viếng cụ. Kính thưa các vị đại biểu đại diện cho đảng chính quyền địa phương, kính thưa các cụ các ông các bà cùng toàn thể bà con núi xóm màu vàng gần xa, thưa gia đình đang quyền. Nhận được tin báo buồn cụ 250 về già, tổ tế nữ quan khoa thôn Mỹ xã Nam Hải
nơi con gái cả của cụ về làm sâu và sinh sống. Đã về đốc cụ trước dân gian đời đầu tiên, thay mặt cho chị em trong tờ thầy ước quan, xin gửi tới gia đình tang chủ lời chia buồn sâu sắc nhất. Các cháu trong hội đến nhà nghe tin cụ mất, thật là tiếc thương. Sao cho việc cả đôi đường sống thì đoạn kết, chết thương nhau cùng. Hôm nay cụ đã đơn chung số phận mình cùng, trời phận được đi. Âm dương cách biệt chơi, mọi người thăm viếng cụ thì biết không, từ đây cách trở âm dương cụ về thiếu chung tôi đường vinh quy. Ngày con cháu là người trong hội tế cùng gia đình bao nỗi nhớ thương, gọi là trong hội tế nhà ân tình sâu lặng, cha nhà hoàng tình thương. Dòng mẹ sầu đắng buồn đèn hương, nghiêng mình kính cẩn ước hồn cố đây. Âm dương cách biệt từ đây, trời cao biển rộng đất lầy thấu trăng. Vậy hồi tế có mấy lời biệt tiên đưa là buổi chia ly đồng thanh trước an, chắp tay nguyện cầu phần tế yếu của hội tế nữ quan. Xin phép được bắt đầu. Chủ nhân dê Quan tài sơ,
nhị thập tứ nhật viên hữu việt làm quốc làm đình tình nghĩa hưng huyền nghĩa tình xã hải lạc thôn tại tam gia sư kim thần hiếu chủ cô ai tử tam tử nguyên văn giang quảng văn quốc hôn tử tinh thị này phú thị hiền nữ tử quang thị hạnh quang thị hồn quang thị tuyết tế tử nguyên văn khởi nguyên văn toàn đời văn thân cùng cháu chắc nuôi ngoại đổi tế nữ nữ tử hoàng thị hạnh cần thị hương hoa phủ soạn điều tế cảm chiếu gốc vũ linh sang phùng tinh tệ cổ mẫu trịnh thị địa chân linh nguyên mạng sinh ư quý dầu niên quận nguyện nhật thời thủ sinh hưởng kỳ thi cửu thật nhất tuế đại hạnh ư quý mau niên thập nhật thập nhị thập tam nhật mão thời thọ chung tha đôi chốt linh sàng mà gấp thân rằng ơi phụ ơi đông thiên thì đã quay buồn bỗng cơn gió lạnh thôi đến tay nhớ cũ xưa người hiền đến thảo quay việc ta phụ bẩm khuyên bảo cháu con cho nên phụ được nằm cả đôi bên nội ngoại phụ ơi sáng ngày mai trên chiếc tia tiên phố giữa phụ nơi yên chốn thiền môn biết tìm cổ nơi đâu mưa đã gió dầu dầu kêu trời trời cao xanh có đâu cúi xin phật cầu trời phù hộ cho cổ này tín đồ chốn tây phương phụ về theo chốn tổ táo quân thổ phú năm thần đô gì chúng phụ về dưới suối vàng đức anh linh phù hộ cho con cháu họ phong
trước cha. Thank you.
nếu cây đúc đã heo cũng bào mòn quả hiu, khuyên điếu ca báo đền nghĩa mẹ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
cầm quê hương. Dạ thưa mẹ, còn như dâu hiền là thì chúng con đỡ đức để chồng con đã yên là lòng dễ lành giữ tròn đi nghĩa tình cũng đã lại chớ chung tình cả hai. Cúi đầu tưởng niệm nỗi niềm nhớ thương thương thiết kính nghĩa cụ, xin kính mời quý gia đình dành phút tưởng niệm cụ, phút tưởng niệm bắt đầu. Về làm dâu với đạo nghĩa ở đời, mẹ ơi nay mẹ đã quy Phật chầu trời để tôi đâu thảo ngậm ngùi nhớ thương lòng thành dâu. Rượu con một chén nghĩa thương dâu hiền, đó là nội dung diễn ca đạo nghĩa dâu con. Oh,
Thương con cha mẹ
Thank you.
con ơi vẫn lời ta về cứ bộ đấy ở nghề trình đang nghề trình con ơi có tìm vào nơi cửa Phật Bye.
kiếm Đức Phật cùng riêng rồi khách đàn. Nếu phải Đức Phật cùng riêng xin ra mở cửa ăn. Ơi mẹ ơi, xong mời mẹ. Thưa ơi, bỗng nghe nói từ đâu mà vọng lại. Tiếng ai thời như thế mục mà điên à. Có phải mục điên con điên là gọi mẹ điên nữa con à. Thank you.
Bye.
bây giờ làm cái giả thế mà còn có lòng. Vâng, đúng rồi đấy cụ ơi. Cứ thế với gọi cứ là phải. Đúng rồi. Đã nói trả nói ra thì đạo có ai hay. Vâng. Cái việc quản cuối chưa đây là vẫn sự thích đấy cơ. Việc quản chuối đang sở thích rồi. Anh em ơi. Dạ đấy cụ. Lão ra trong nhà chưa nhảy. Đã hấp từ đánh đến giờ cho giả lắm rồi. Ở nhà thì báo rằng nhà. Vâng. Chờ nhà thì báo rằng cửa nhà. Cửa nhà thật rồi. Rồi à? Ừ. Thì lão âm công thơ trả đến kia. Lão âm cái thơ xem sao nào. Mấy người ôi ôi chửa nhà ngủ. Vâng nhà ngủ. 88 tuổi lão già nhà ngủ. Lão già ngủ lão lại ngồi xuống rồi. Mấy phần mà cái miệng rất là bò này nè. Thế nào nó cụ ơi. Nó cũng được vài chục lít đấy. Chịu cụ rồi. Và cái công đáng thương ấy. Thế nào. Vâng. Thế nào đấy cụ ơi? Thế ra này cũng nói là còn hỏi. Vâng. Cụ ơi nói xem sao nào. Nói vậy thì nói thôi chứ nhìn dưới tiền ai mà chả thích. Đúng rồi đấy cụ ạ. Nhưng mà con cháu có lòng thì đã có vừa có con mái chèo đã chọc. Cụ cố gắng khi con cháu cụ đi để ra chú thảo. Cái này là cụ ơi thích cụ ơi. Là có cái răng thờ đấy. Thưa cụ là thơ thẳng. À thơ thẳng. Vâng. Lòng chân chờ tay với thử. Thế thử làm sao? Quá người ta đâu chở cao thấp chứ cụ cụ có một người tôi thấp vâng mà thấp em đi đất thì quá dài vẫn dài thôi mày còn sao nóng mình thế cụ ơi còn mình biết đâu mà nóng sao cụ nóng mình thế bởi vì đã là một mình biết đâu mà nóng mình vâng một mình não lo con đương cảnh hót người ta đã leo cảnh chúc chứ cụ ừ kẻ chúc cho họ đến đông nhau mà thế chịu cụ rồi thế bây giờ công an đường sông kiểm tra giấy tờ đắt lắm đấy. Rồi các kiểm tra những giấy tờ đó. Vâng, cụ xem là đi chở đồ có hành xem là đấy cụ. Không, bây giờ đã chỉ có cái giấy khai này ở thôi. Vâng, cụ xem có giấy tờ thì trong công an đường sông kiểm tra đắt lắm đấy cụ ơi. Giấy khai này ở có đâu cái thổi hơi còn. Vâng. Vấn đề khai nhau rồi. Vâng. Thế là giấy họ thế này này. Thế nào? Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Vâng. À, của Cộng Hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Vâng. Giấy cai nghiện của thằng công. Ừ, không phải rồi cô ơi, hành thiên chở đỏ đó mà cô ơi. Hành thiên chở không cần cần cai nghiện có thể thổi hơn cô. Vâng. Vâng, vâng. Cũng chắc có đúng rồi. Bây giờ là nó đọc này. Vâng. Y tờ là đông ngớ công khai cả hai cô ơi. Giấy của cháu nấu cháo đọc rất nấu cháo rồi. Vậy thì thôi. Vâng. Để mai nó công nó tỉnh sáng nó phát triển lão đọc nhá. Cũng phải thân có giấy viện sổ đất đấy. Hai ông con trai cụ đâu rồi? Thế nào đấy cụ? Chuẩn bị đi. Vâng. Hai bà con đâu đâu rồi? Có rồi đấy hết cụ. Chuẩn bị đi. Vâng. Ba bà con gái bao con để đâu rồi? Có rồi hết đi cụ ơi. Cứ ngồi xem cháu công nói cả khi vào cái câu này thế nào. Thế cụ, cụ có gắng đi con cháu rồi cụ nói hết đi cụ. Đã nói cho các bà biết này. Vâng. Cái tuyến đò này mới lắm là tuyến đò là... Cuối năm à? Là có năm. Thì lão có được chấm thôi. Vâng vâng. Nhưng lão không đòi hỏi gì đâu. Vâng. Thế nên cứ càng hỏi nhiều mà lão càng thích. Thế chính phủ rồi. Thôi nha. Bây giờ nhờ anh em là tiếp theo. Thưa cụ ạ. Bây giờ kinh nhà Phật đã dạy là lưng vẫn chung chung. Cứ có tiền lão mới đó. Kiếp đưa cụ sang chứa cái tầm tình. À. Thế nên sông nước không nên chỉ hóa cái cụ ơi. Thế bây giờ đêm cũng đã về khuya về giờ thiên rồi. Để cho anh em thông báo cho tất cả con cháu chắc của cụ anh em con nội ngoài xanh vàng xanh trắng trên đầu mỗi người mà nhớ thương ta trở vào trong nhà để tiếp xúc cùng với sự cụ đầu công để tiến đưa cụ công về bên Tây Phương nước Phật nha. Đưa hồn cụ về cõi Tây
Tiếng gọi đầu đời trên đôi môi trẻ thơ, và rồi sẽ ở lại mãi trong suốt cuộc đời, cho đến khi xuôi tay nhắm mắt. Bởi vì tình yêu nào thì cũng có thể đổi thay, mà chỉ riêng tình mẹ thì sắt son vĩnh cửu. Ngọt ngào tiếng mẹ bên tai, vỗ về giấc ngủ đêm dài lạnh sương. Cha ơi, hai tiếng yêu thương, lời ru như gió đại dương thổi vào. Biển sâu lòng mẹ sâu hơn, cơn vui sóng vỗ, nỗi buồn chiều lên, cuống nhau
liền với cuống tim, cách chi con mẹ báo đền công ơn. Người công dân đất nước Việt Nam, người phụ nữ Việt Nam trung hậu đảm đang, người hội viên hội người cao tuổi quê hương xã Nghĩa Thịnh, 91 tuổi thọ, nay cụ thanh thản ra đi về cõi niết bàn muôn thuở. Phúc đức cụ để lại dương trần cho cháu con, tấm gương trong sáng của cụ mãi mãi vẫn còn.
nâng niu trân trọng cháu con phụng thờ thương thiết cụ. Ta lễ suốt mấy ngày hôm nay con cháu trong gia đình vô cùng xúc động, nói lễ viếng cảm ơn quý vị tập thể cá nhân tình nghĩa xa gần về trân trọng kính viếng cụ, và sáng hôm nay về đây tổ chức lễ chi điều tiễn đưa cụ về nơi an nghỉ cuối cùng. Giờ này thúc trực bên quan chiếu của cụ là con cháu chắc anh em nội ngoại, năm gia đình trai dâu gái rể 10 người cùng 45 người con cháu chắc anh em nội ngoại, khăn vàng khăn trắng giọt lệ sầu cay đắng nỗi thương đau. Thôi từ đây muôn đời mai sau nấm mồ vĩnh biệt biển dâu mịt mờ, từ đây cháu con mất cụ, quê hương mình mất một người thân, đất nước mất một công dân, sao xuyến muôn phần thương tiếc cụ. Thương tiếc tiếng thương cụ hôm nay là cả một tấm lòng trân trọng của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, bà con anh em nội ngoại, tỉnh làng xóm đổi quê hương về đây tổ chức lễ chi điều tiễn đưa cụ về nơi an nghỉ cuối cùng. Trong giờ phút đau thương này, chúng tôi xin lưu ý với con cháu nén đau thương 7 phút, đưa tiếng khóc vào trong tâm can, dành thời gian trân trọng nhất, và kính mong quý vị tang lễ ổn định trật tự hướng về trước linh sàng. Sau đây xin trân trọng giới thiệu kính mời ông Phạm Văn Thiêm, trưởng ban văn hóa thông tin xã Mỹ Đình, trong ban tang lễ của hôm nay lên trân trọng tổ chức lễ chi điều. Xin kính mời quý ban. Kính thưa các vị đại biểu, kính thưa các cụ công các bà cùng toàn thể sân tang, hiện nay đã đến giờ làm lễ chi điều cho cụ. Vậy ban tổ chức chúng tôi xin trân trọng kính mời các quý vị đại biểu ổn định trật tự hướng về trước bàn thờ anh em con cháu nén đau thương, dành thời gian trân trọng nhất để tạo điều kiện cho ban tổ chức chúng tôi được bắt đầu làm việc. Kính thưa các vị đại biểu, kính thưa các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể nhân dân, kính thưa gia đình tang hiếu, trong lúc toàn đảng chính quyền tập trung chỉ đạo các ban ngành đoàn thể rà soát thực hiện kế hoạch chỉ tiêu năm 2023, triển khai kế hoạch thực hiện năm 2024 giành thắng lợi, nhận được tin báo buồn, cụ Trịnh Thị Bé, tên thường gọi là cụ Thuận, sinh năm 1933, sinh quán thôn Hải Sơn, xã Nghĩa Thịnh, trú quán thôn Hạ Kỳ, xã Nghĩa Thịnh, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định, hội viên hội người cao tuổi xã Nghĩa Thịnh, xã viên hợp tác xã nông nghiệp Đại Thắng. Qua một thời gian lâm bệnh, mặc dù đã được gia đình, con cháu cùng các thầy thuốc tận tình chăm sóc, song tuổi cao sức yếu, cụ đã từ trần hồi 6 giờ ngày 4 tháng 1 năm 2024, tức ngày 23 tháng 11 năm Quý Mão, tại gia đình cụ hưởng thọ 91 tuổi. Kính thưa các vị đại biểu, kính thưa toàn thể hiếu trường, nhận được tin báo buồn cụ Trịnh Thị Bé qua đời, ban văn hóa thông tin đã đưa tin buồn lên hệ thống truyền thanh toàn xã để toàn thể nhân dân được biết, đến thăm hỏi chia buồn cùng toàn thể gia đình. Ủy ban nhân dân xã Nghĩa Thịnh đã thành lập ban tổ chức lễ tang gồm có các ông bà có tên sau: một, ông Trương Văn Nguyên, phó chủ tịch ủy ban nhân dân xã trưởng ban; hai, ông Phạm Văn Thiêm, trưởng ban văn hóa thông tin phó ban; ba, ông Nguyễn Văn Giang, trưởng thôn Hạ Kỳ ủy viên; bốn, bà Đinh Thị Hoa, trưởng ban công tác mặt trận cơ sở ủy viên; năm, ông Nguyễn Văn Chính, đội trưởng đội sản xuất ủy viên; sáu, ông Khương Văn Đại, chi hội trưởng hội cựu chiến binh ủy viên; bảy, ông Nguyễn Công Hoan, chi hội trưởng hội người cao tuổi ủy viên; tám, bà Đới Thị Vải, chi hội trưởng hội phụ nữ ủy viên; chín, ông Hoàng Ngọc Hiệp, đại diện cho gia đình làm ủy viên. Kính thưa các vị đại biểu, kính thưa toàn thể hiếu trường, lễ tang của cụ Trịnh Thị Bé đã được cử hành từ chiều hôm trước
được anh em, con cháu, nội tộc, ngoại tộc, ban nhạc hiếu đất làm các nghi lễ theo phong tục tập quán của địa phương, đã được cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan ban ngành đoàn thể, các ông bà thông gia, liên gia, bạn bè thân thích gần xa đã đến chia buồn, cúng viếng từ buổi chiều, buổi tối được các con, các cháu báo hiếu cho cụ. Sáng hôm nay, ngày 6 tháng 1 năm 2024, ban tổ chức lễ tang trang trọng tổ chức lễ truy điệu cho cụ. Về dự buổi lễ truy điệu hôm nay có các vị đại biểu đại diện cho cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan ban ngành đoàn thể trong và ngoài xã, cấp ủy, ban chỉ huy quân đội, hội đồng quản trị hợp tác xã nông nghiệp Đại Thắng và cùng toàn thể nhân dân. Thay mặt cho ban tổ chức lễ tang, tôi xin tóm tắt tiểu sử cụ Trịnh Thị Bé. Cụ Trịnh Thị Bé sinh năm 1933, sinh quán thôn Hải Sơn, xã Nghĩa Thịnh, trú quán thôn Hạ Kỳ, xã Nghĩa Thịnh, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định. Cụ sinh ra trong một gia đình nông dân tại một miền quê giàu truyền thống cách mạng. Từ nhỏ được bố mẹ nuôi dạy ăn học, lớn lên đến tuổi trưởng thành đi xây dựng gia đình và làm ăn sinh sống tại quê hương thôn Hạ Kỳ. Nhờ có Đảng, Bác Hồ lãnh đạo, nhân dân tham gia kháng chiến giành thắng lợi, đem lại ruộng đất cho nông dân, trong đó có gia đình cụ. Hòa bình làm lại, nghe theo tiếng gọi của Đảng, Chính phủ, gia đình cụ đã tích cực góp ruộng đất vào xây dựng hợp tác xã nông nghiệp. Cụ là xã viên hợp tác xã nông nghiệp, luôn gương mẫu, tích cực lao động sản xuất, xây dựng kinh tế gia đình, xây dựng quê hương, góp một phần nhỏ bé của mình vào công cuộc xây dựng nông thôn mới ở quê hương. Lúc sinh thời, cụ cùng cụ ông đã sinh được 5 người con, 2 người con trai và 3 người con gái, nuôi dạy các con khôn lớn trưởng thành, tích cực lao động sản xuất, xây dựng kinh tế gia đình. Đến nay, các con của cụ đều xây dựng gia đình, trai, dâu, gái, rể là 10 người con. Cụ đã có 20 người cháu nội ngoại và 16 người chắc. Các con, các cháu của cụ đều phát huy được truyền thống của gia đình, học tập, lao động và công tác. Trong công cuộc kháng chiến xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cụ đã động viên 2 người con lên đường nhập ngũ, 1 người con trai và 1 người con gái. Con của cụ đều hoàn thành nghĩa vụ và trở về quê hương lao động sản xuất. Đến khi hết tuổi lao động, cụ về sống vui, sống khỏe cùng bên con cháu, tham gia các phong trào đoàn hội như hội phụ nữ, hội người cao tuổi ở cơ sở được đồng nghiệp tin yêu và kính trọng. Cuộc đời của cụ với 91 mùa xuân luôn sống hiền lành, giản dị, được mọi người quý mến. Gia đình cụ là gia đình văn hóa, luôn chấp hành đường lối chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, các quy định của địa phương. Cụ mất đi là một tổn thất lớn đối với gia đình. Các con mất đi người mẹ, các cháu, các chất mất đi người bà, người cụ, họ tộc mất đi người ruột thịt, đoàn thể mất đi một hội viên, xã hội mất đi một công dân mẫu mực. Thay mặt cho ban tổ chức lễ tang, cho phép tôi gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới toàn thể gia đình. Để tiếp theo chương trình, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Trọng Huế, chủ tịch ủy ban nhân xã, thay mặt cho Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Nghĩa Thịnh lên thắp hương trầm kính viếng. Trân trọng kính mời ông Ngô Văn Hạnh, bí thư chi bộ, thay mặt các cấp ủy chi bộ lên thắp hương trầm kính viếng.
ban tổ chức trân trọng kính mời ông Nguyễn Văn Giang, trưởng thôn Hạ Kỳ, thay mặt cho cán bộ nhân dân thôn Hạ Kỳ lên thắp hương trầm kính viếng. Trân trọng kính mời ông Nguyễn Xuân Yến, chủ tịch hội đồng quản trị hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Đại Thắng, thay mặt cho hội đồng quản trị lên thắp hương trầm kính viếng.
Kính thưa các vị đại diện cho Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân xã, kính thưa các vị đại biểu đại diện cho thôn đội, cấp ủy, các đoàn thể, kính thưa các cụ, không các bà, các bác, các chú cùng anh em thân bằng cố hữu đã đến chia buồn với gia đình chúng tôi, cụ chúng tôi tuổi cao sức yếu, con cái đã tận tình chăm sóc nhưng không qua khỏi, đã về nơi tĩnh hằng. Thay mặt gia đình chúng tôi, lời đầu tiên xin chân thành cảm ơn các đoàn thể cũng như là các cô, ông, các bà đã đến thăm hỏi và chia buồn với gia đình chúng tôi. Thứ hai, trong lúc tăng gia bối rối, gia đình có gì khiếm khuyết, xin được các vị đại biểu cũng như nhân dân trong thôn này xã đã đến chia buồn thăm hỏi được lượng thứ. Và cũng thay mặt gia đình, trong lúc tăng gia thì gia đình có bữa cơm nhà, mời sau khi đưa bà tôi về nơi vĩnh hằng, mời các cô, các ông, các bà đến dự bữa cơm với gia đình. Cuối cùng, gia đình chúng tôi xin trân trọng được cảm ơn. Trước hương hồn người quá cố, tôi đề nghị gia đình và toàn thể hiếu trường biến đau thương thành hành động, tích cực tham gia lao động sản xuất, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh. Tình cao cả, chia ly nghiến tiếc, nghĩa xóm làng cũng biệt nhớ thương. Trước giờ phút kính biệt người quá cố, tôi đề nghị các vị đại biểu và toàn thể hiếu trường đứng lên thành một phút mặc niệm. Sống có cháu con nội ngoại, khi đi xa lại có nội ngoại cháu con. Một nén hương tỏ tấm lòng thơm thảo, xin dâng người lòng thành kính vô song. Tình bạn như ngọn gió lành, như dòng suối mát đẹp trong tình người. Hãy cho con cháu cụ được trăm nghìn lần cúi đầu tạ lễ, và xin được ghi lòng tạc dạ sự quan tâm của các quý vị đã về thăm viếng hương hồn cụ hôm nay. Không biết nói gì hơn trước tấm lòng tình nghĩa cao cả này. Một lần nữa, con cháu xin cúi đầu đa tạ. Âm dương cách biệt muôn trùng, người đi đi mãi, mãi không trở về. Cụ ơi, dù có phải lên tận trời cao hay xuống cùng đáy biển để lấy thuốc cứu người sống lại, thì chúng con vẫn không ngần ngại hiểm nguy. Nhưng than ôi, sinh có hạn, tử bất kỳ, trên đời này ai mà cưỡng được mệnh trời, chỉ trách thay tạo hóa xoay vần tử thần nghiệt ngã. Trước lúc đi xa, mấy đêm liền điện thắp sáng thông đêm, ý tưởng của người muốn cho trong nhà này bao giờ cũng sáng. Dạ, sống làm người trước hết phải biết trồng cây đức, phải siêng chăm cho bền gốc tươi cành, phải giữ gìn nề nếp gia phong, trên dưới thuận hòa, gia đình hạnh phúc. Đến với lễ tang cụ hôm nay bằng cả tấm lòng, đội trống đội kèn của nhà chung tiễn biệt người trong giây phút thiêng liêng và trang trọng. Tiếng trống tiếng kèn nghe vang vọng một vùng quê, bản hợp xướng của đồng quê vang trong khoảnh khắc, nỗi tiếc thương này lắng đọng sâu xa.
bước chân con chậm chậm như níu lại thời gian, kéo dài buổi tiễn đưa ta về cõi hạ. Nước mắt tuôn trào theo mỗi bước chân. Trong đoàn người tiễn đưa cụ về nơi an nghỉ cuối cùng hôm nay, có đông đủ bà con, anh em cô bác, dân làng, tỉnh liên gia, thông gia, bạn bè bằng hữu gần xa, và tình cảm thiêng liêng của tình đồng chí, những người đã từng cùng chiến đấu với con cháu của cụ. Quý là tình cảm thiết tha, trọng là nghĩa cả, đậm đà thủy chung. Mẹ đã ra đi,
tử hai tiếng mẹ thương, tạ tử con yêu mẹ nhiều lắm mẹ ơi, mẹ yêu ơi con yêu.
Trong giây phút đau thương nặng nề này, con cháu muốn níu giữ cố quan tài từ từ. Thiên thu vĩnh biệt là đây. Ơi trời cao lồng lộng, ơi đất dày thẳm sâu, sống nhờ đất, chết lại về với đất. Bởi có tình người làm ăn chân thật, ông cha ta đã dày công nuôi đất, đất tốt tươi, đất lại nuôi người. Đúng là người với đất là bạn đời muôn thuở. Và đất nước này cũng trải bao cuộc thăng trầm lịch sử. Ta nhớ ơn người muôn thuở, đất nước ơi. Đây nắm đất quê nhà, con cháu đắp nên phần mộ, chúc người yên giấc mộng say. Nghìn thu thơm thảo đất này quê hương. Ôi cái chết đã gieo mầm sự sống, người hóa thân vào đất quê hương. Cho hoa trái bốn mùa hương thơm vị ngọt, cho đồng quê bát ngát mùa vàng. Cây khô không thể mọc trồi, mẹ già không thể sống đời với con. Rồi ngủ bình yên nhé mẹ, biết đâu chừng kịp khá thành thời hơn. Mẹ hiền ơi, vào giây phút phân ly, con nuốt lệ khóc thương lòng đau xót. Cuối xin mẹ tha tội cho con thơ, như ngàn lần mẹ đã thương con. Như ngày mai rồi con sẽ đơn côi, cuộc đời con từ đây sẽ lạc loài. Phong ba mẹ ơi, mẹ là vì sao soi sáng cuộc đời con, chưa đáp đền công ơn. Nay mẹ mất rồi, đớn đau buồn khóc quỳ bên ngôi mộ. Tiếng chuông chiều xoay tận vào tim con, nhìn hương linh mà không nói nên lời. Mẹ yêu ơi, con nguyện sẽ nên người.
cho con thơ như ngàn lần mẹ đã thương con. Vì ngày mai rồi con sẽ đơn cô, cuộc đời con từ đây sẽ lạc lõi. Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ là cánh buồm che con lúc phong ba. Mẹ ơi, mẹ làm gì sao soi sáng cuộc đời con, chứ đáp đền công ơn này mẹ mất rồi. Đừng đau buồn khóc quỳ bên ngôi mộ, tiếng chuông chiều xoay tận dạo tim con. Nhìn hương linh mà không nói nên lời, mẹ yêu ơi, con nguyện sẽ nên người. Nhìn hương linh mà không nói nên lời, mẹ yêu ơi, rồi con sẽ nâng.